Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Tối qua 17 tháng 10, tập 5 Running Man Việt Nam được ghi hình ở Hàn Quốc đã lên sóng. Điểm nhấn nổi bật nhất ở tập này chắc chắn là những màn tung thính ngập tràn của Carrick và Lan Ngọc. Một người là nữ diễn viên xinh đẹp, một người là nam rapper điển trai nên khi ghép lại, fan đã nhiệt tình ủng hộ. Ngay ở đoạn mở đầu với trò chơi tàu Titanic chọn đội trưởng, Lan Ngọc đã thừa nhận hôm nay là lễ cưới của cô và Carrick, mời mọi người sang Hàn Quốc để tổ chức tiệc. Không hề phản đối, Carrick cũng hùa theo Love Live và còn gọi cô là vợ. Khi chơi game, Ngô Kiến Huy định thả viên bi để cốc của Carrick chìm, nhưng Lan Ngọc nhanh chóng ngăn lại. Đừng thả vô chồng em chưa chơi được tập nào hết. Lúc này, nói như cách fan thường gọi, Ngô Kiến Huy nổi cơn ghen nên đã quyết định thay vì thả bi vào cốc của Carrick, nam ca sĩ đã thả ngay vào cốc của Lan Ngọc khiến cho cô một phen bàng hoàng. Cứ tưởng màn nhận vơ của Lan Ngọc sẽ khiến anh chàng rapper ngầu đét kia ngại ngùng như nhiều lần bị đẩy thuyền khác. Thế nhưng ai ngờ đâu, ngay sau khi được Lan Ngọc gọi là chồng, Carrick cũng không ngại đớp thính, vợ làm sao coi được nha. Thế nhưng, Lan Ngọc lại bị Carrick phủ ngay sau đó khi chính tay anh loại cô khỏi dàn ứng cử viên đội trưởng. Giận dỗi vì bị Carrick phủ, Lan Ngọc nhất quyết không thèm về đội của nam rapper, nhưng anh nhanh chóng dỗ Ngọc. Thôi về đi mà, anh đền bù cho em sau. Tin vào lời hứa hẹn của chồng, Lan Ngọc trở thành thành viên đầu tiên của Carrick. Sau phần chia đội, gợi ý địa điểm cho trò chơi đầu tiên được tiết lộ. Ban tổ chức đưa ra hai tấm ảnh mở chẵn Chon Ji-hun và nam diễn viên điển trai Song Joong-ki trong các bộ phim. Trong khi Lan Ngọc không thốt nên lời vì là fan của Chon Ji-hun, Thúy Ngân cũng không giấu được sự phấn khích. Khi vừa thấy ảnh Song Joong-ki, hoa săn mồi đã hét lên: "Ôi oppa, Song Joong-ki!" Bật mút fan girl, cô ôm lấy ảnh anh cười không dứt và liên tục nói: "Sarangheo!" Trước sự phấn khích quá thể của cô em, Trường Giang đã lên tiếng cảnh tỉnh: "Là mình tới cái chỗ quay phim Vincenzo này nè." Nghe anh cả nói xong, Thúy Ngân lập tức sụi lơ, nhưng cô cũng cố gắng níu kéo với ekip: "Gặp Song Joong-ki mà đúng không?" Yên vị trên xe để di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, thành viên này vẫn nhắc tên thân tượng và còn gửi một nụ hôn nồng cháy đến anh để tỏ tình. Vừa đặt chân đến nơi, Thúy Ngân lại mãi mê tiếp tục công cuộc tìm người trong mộng. Bên cạnh đó, các thành viên đội xanh đã thi nhau dự đoán thành viên nào ở đội đối phương sẽ thực hiện nhiệm vụ. Trương Phạm dự đoán Lan Ngọc sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này vì cô mê nữ minh tinh xứ Hàn Chon Ji-hun. Nữ diễn viên gái già lắm chiêu lúc này quay sang hỏi Trương Phạm: "Nhưng mà làm sao anh biết ai đi với em?" Các thành viên Running Man nhanh nhảu dự đoán Carrick vì ngay lúc mở màn, cả hai đã có những tuyên bố chắc nịch về mối quan hệ mới. Ở trò chơi siêu năng lực, Lan Ngọc phải ném được giày vào ô số 8, Carrick số 4 trước khi nhảy lò cò trên thảm massage. Chỉ khi cô hoàn thành phần của mình, Carrick mới được tiếp tục. Sau hai lần ném giày thất bại, bé nớt nghe theo lời Carrick và thành công, bắt đầu trải nghiệm cảm giác tê tái của thảm massage. Vì quá đau, Lan Ngọc rơm rớm nước mắt, ba thành viên nam còn lại phải đứng ngoài cổ vũ. Dù là đối thủ của nhau, nhưng khi Lan Ngọc thực hiện thử thách đầu tiên, Trương Phạm liên tục suýt xoa và lo lắng cho Ngọc nữ, luôn luôn chỉ dẫn bé nớt nhảy ở đâu để bớt chịu những cơn đau nhất có thể. Ngô Kiến Huy là người đại diện đội xanh thực hiện thử thách với con số 1, còn Trương Phạm là số 2. Tuy nhiên, đôi thỏ rừng vẫn thất bại khi thực hiện nhiệm vụ, khiến Carrick, Lan Ngọc cười trong sung sướng. Ra đến lượt thứ 2 của thảm massage, Lan Ngọc bốc được số 6. Vì Lan Ngọc đã thành công, Carrick mới thực hiện nhiệm vụ và anh dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, Carrick lại đạp mất nên tiếp tục thua. Ngô Kiến Huy và Trương Phạm lên sàn nhưng cũng thất bại lần hai. Cuối cùng, đội vàng giành chiến thắng ở thử thách thải massage và nhận được bảng tên trống. Trong lúc Lan Ngọc làm nhiệm vụ, Carrick đứng ở ngoài cũng cổ vũ nhiệt tình và hai người còn phối hợp với nhau để giành chiến thắng chung cuộc trong trò chơi này. Kết thúc nhiệm vụ đầu tiên, ban tổ chức công bố địa điểm tiếp theo liên quan đến Gong Yoo và Lee Min Ho. Lan Ngọc phấn khích liền giật điện thoại, ôm hôn màn hình. Các fan của chiếc thuyền mới nổi Lan Ngọc Carrick lại được dịp cười thích thú khi Carrick quay sang đánh yêu Lan Ngọc vì độ mê trai của cô. Trong lúc đó, thành viên còn lại của hai đội di chuyển đến Đông Demon Design Plaza, địa điểm từng xuất hiện trong bộ phim Vincenzo của Song Joong-ki. Tại địa điểm có hai cặp áo thun xanh và hồng, đội xanh Thúy Ngân, Trương Thế Vân chọn áo hồng. Trên bàn còn có bồ câu nên Thúy Ngân nghĩ nhiệm vụ có liên quan đến chim bồ câu. Đúng như cô dự đoán, ở trò chơi bí mật chim bồ câu lần này, thành viên của hai đội được nối lại với nhau bằng dây áo hút đi và phải chắp tay sau lưng. Một cụm từ vựng được dán lên mũ áo của từng thành viên, người chơi sẽ phải tìm cách đọc được từ vựng dán lên mũ áo của đối phương. Ai đoán đúng trước sẽ giành chiến thắng. Li Mạnh Phát, Thúy Ngân chơi trước. Từ trên mũ Phát là thủy tinh, của Ngân là hoàng tử. Hai người quay cuồng trong mơ hồ vì dây áo rút lại không thấy đường và còn bị Trường Giang so sánh là cá chê đen, cá chê trắng trong tay du ký. Thúy Ngân chiếm ưu thế và chiến thắng. Trường Giang chê bé bỉnh, tập tạ cho cố vô. Một cô gái mong manh vậy mà không thắng nổi thì nói làm gì nữa. Rồi đá Phát một cái. Li Mạnh Phát giải thích là do cái nón nên không thấy đường. Sa lực đấu của Trường Giang chưa thể vinh. Chiến thuật của Trường Giang là cứng đơ như đá tảng, phòng ngự bằng cơ mặt. Các thành viên còn lại bật cười, trêu anh cả bị vướng cái nọng.
voi biển trụ vững, chỉ cần di chuyển nhẹ là anh cả đã bị lôi đi xa, khua tay múa chân loạn xạ. Hai người bắt đầu cuộc chiến không hồi kết. Trường Giang bắt đầu đoán loạn xạ là con chim, con chó, trong khi Từ đúng là khúc khuỷu. Tình huống bất ngờ là áo Trường Giang bị lôi tuột ra. Được nhìn thấy ánh sáng, anh định chạy đến xem chữ trên áo Trương Thế Vinh, nhưng đội xanh nhanh hơn. Thúy Ngân bảo voi biển lấy áo Giang ca xem và giành được điểm ở lượt này, nhận một chiếc bảng tên trống. Sau đó, đội xanh Trương Thế Vinh, Trương Phạm và đội vàng Lan Ngọc, Trường Giang đến công viên bên bờ sông Hà để thực hiện nhiệm vụ kỵ sĩ bất diệt. Đội nào làm bể 10 quả bóng của đối phương đầu tiên sẽ chiến thắng. Đợt 1, Lan Ngọc đối đầu Trương Phạm nhưng chưa gì, đội vàng đã tự hủy khi Trường Giang ném kiếm cho Lan Ngọc nhưng làm bể bong bóng. Trương Phạm lúc đầu có phần yếu thế hơn nhưng bất ngờ lật ngược ván cờ, đâm bể 10 quả bóng của Lan Ngọc. Lượt 2 là trận chiến của Trường Giang và Trương Thế Vinh, nhưng giữa chừng, Giang ca ngã ngựa nên tự làm vỡ bong bóng. Voi biển thừa thắng xông lên. Tuy nhiên, Trương Thế Vinh vì quá nặng mà cưỡi xe em bé nên cả hai bánh xe đều rớt ra. Vì không phải ngồi xe nữa, Giang ca do nhỏ con nên dễ luồn lách và giành chiến thắng. Vì ngựa của hai bên đều hỏng nặng, Trương Thế Vinh cõng Trương Phạm, Trường Giang cõng Lan Ngọc để tiếp tục cuộc chiến. Để đánh lạc hướng Lan Ngọc nhằm đánh bể bóng của đội đối phương, Trương Phạm đã nhắc đến tên Hồ Kiến Huy và Carrick. Nhưng không hổ danh là quán quân Running Man mùa 1, Lan Ngọc không hề chần chừ, mất tập trung. Tuy nhiên, dù cố gắng nhưng chiến thắng không đến với đội cô. Một lần nữa, đội xanh chiến thắng. Cũng trong tập này, bóng hồng Thúy Ngân đã phải te tua tơi tả, thảm thương dưới tay Liên Bệnh Phát và Carrick ở trận đấu giành ưu tin. Hai đội chia lại đội hình đến hai điểm khác nhau. Ở Cung Vân hiện có Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Carrick, Liên Bệnh Phát. Các thành viên sẽ lần lượt gắn dao vào thùng để bắt được ưu tin. Ai chụp được phải giành ngay và bỏ vào rổ. Trong lúc thành viên này đâm kiếm, ba thành viên còn lại phải nắm lỗ tai của mình để không chơi ăn gian. Sau hai lượt chơi, không ai bắt được ưu tin. Liên Bệnh Phát là người đầu tiên đẩy kiếm làm ưu tin xuất hiện, chụp được và bỏ vào rổ. Thúy Ngân là thành viên tiếp theo nhưng Carrick nhanh tay chụp được. Đội vàng nhận được 2 điểm. Thúy Ngân lại tiếp tục bắt được ưu tin nhưng cô không làm lại Carrick, kể cả sai võ cắn và thua trong bức xúc vì bị cả ba thành viên đè không thương tiếc. Em không còn là con người nữa, các anh không ai coi em là con gái hết, Thúy Ngân thê thảm. Sau khi phát sóng, Thỏ Đen Ngô Kiến Huy, đồng đội Thúy Ngân cũng đã đăng tải những hình ảnh đầy đau xót trong cuộc chiến này, đồng thời còn tội nghiệp cho Hoa Săn Mồi khi chỉ vì con hải tặc mà bị hành hạ không thương tiếc. Ở bên dưới, Thỏ Trắng Trương Phạm cũng tranh thủ vào trách móc đội vàng quá ác liệt với Thúy Ngân. Tụi bay có xem Thúy Ngân là bánh bèo không vậy? Là bóng hồng duy nhất trong trận đấu giành giật này mà nào có ai thương Ngân. Giải đáp thắc mắc của Trương Phạm, Ngô Kiến Huy đã nói lên một sự thật đau lòng, Thúy Ngân giống bao cát hơn. Thỏ Đen còn tỏ ra bất lực khi không bảo vệ nổi bóng hồng của đội mình trước hai kẻ hung hãn Liên Bệnh Phát và Carrick. Cũng vì câu nói bảo vệ không nổi mà các runner vội vàng chèo thuyền cặp đôi này vì quá đáng yêu. Ngô Kiến Huy đã cố gắng che chở cho Thúy Ngân, nhưng vì sức yếu nên nành ngậm ngùi lực bất tòng tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu chương. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!